Năm Nhâm Dần sắp gõ cửa ngôi nhà. Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền của hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Vào đêm giao thừa, nhà nhà đều chuẩn bị một mâm cỗ tất niên thịnh soạn, cả nhà sum họp chào đón xuân mới. Tuy nhiên, mâm cỗ tất niên này lại khiến nhiều bà nội trợ phải hao tâm tổn trí. Mâm cỗ vừa đòi hỏi về thịnh soạn, lại phải mang ngụ ý tốt lành. Vậy, mâm cỗ tất niên của người Trung Quốc và người Việt Nam có điều gì khác và giống nhau? Hello, xin chào mọi người. Chắc các bạn đang bận sắm Tết để chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần. Chúc các bạn sẽ đón một cái Tết đầm ấm, an toàn và vui vẻ. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mâm cỗ tất niên của người dân Trung Quốc và Việt Nam trong đêm giao thừa. Trung Quốc rất rộng, mỗi địa phương đều có bản sắc riêng của mình. Còn Việt Nam có điện hình trải dài, ẩm thực các vùng miền Bắc Trung Nam có sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, nếu so sánh, Mạnh Linh sẽ lấy mâm cỗ tất niên cổ truyền của thủ đô hai nước Bắc Kinh và Hà Nội làm chuẩn. Những mâm cỗ cách tân địa phương đều không nằm trong phạm trù so sánh của chúng ta. Và Mạnh Linh cũng từng đón Tết tại Việt Nam, vì vậy Mạnh Linh cũng sẽ tham khảo những điều tai nghe mắt thấy khi ăn Tết tại Việt Nam. Nếu có chỗ nào không đúng, mời mọi người cho ý kiến. Mục đích cuối cùng đều là nhằm tăng cường hiểu biết đối với văn hóa truyền thống hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Dân gian Việt Nam có câu đi cải ba vụ không đủ ăn ba ngày Tết. Thời xưa cuộc sống khó khăn hơn bây giờ, nhưng mâm cỗ tất niên cũng nhất thiết phải thịnh soạn, không thể thiếu các món thịt và cá. Các món thịt trong mâm cỗ tất niên của người miền Bắc Việt Nam thường có thịt gà luộc, giò luộc, chả quế, thịt heo, cá thì thường là cá kho. Ngoài ra còn có món thịt đông. Mạnh Linh không chắc chắn đó có phải là món cổ truyền trong mâm cỗ tất niên của người dân miền Bắc Việt Nam hay không, nhưng Mạnh Linh rất ấn tượng về món này, bởi vì đây là một món ở Bắc Kinh không có, hay là vì cái cách chế biến của món này rất là đặc biệt. Mâm cỗ tất niên của người Bắc Kinh cũng có đủ các loại thịt như Việt Nam, gồm thịt gà, thịt heo, cá. Ngoài ra còn có thịt cừu và thịt bò. Nhưng khác cách chế biến của Việt Nam, người Bắc Kinh thường chế biến các món thịt bằng các cách như là xào, ninh, hầm, rán. Người Bắc Kinh hầu như không ăn món gà luộc, thay vào đó là gà hầm, gà quay hoặc gà nướng nguyên con mua từ siêu thị. Thịt bò thì thường là thịt bò hầm tương, tiếng Trung gọi là chẳng niếu rậu. Thịt cừu thì chế biến bằng cách ninh hoặc xào với hành tây. Thịt heo thì có các món truyền thống như là chân giò hầm, tuần chẩu dự, giò hầm tương, chẳng chẩu dự, thịt lợn viên, ván dự, v.v. Ngoài ra còn có một món truyền thống nhất thiết phải có trong mâm cỗ tất niên, đó là bún thịt, tiếng Trung gọi là mí phẩn rậu. Trong phần cuối video, Mạnh Linh sẽ giới thiệu cách chế biến món ăn này, hy vọng có thể làm phong phú thêm mâm cỗ tất niên của các bạn. Còn món cá thì người dân Bắc Kinh thường ăn món cá hầm, rán xong rồi hầm, cũng là món không thể thiếu trong mâm cỗ tất niên với ngụ ý niến niến dỗ dứ, chữ dứ phát âm giống cá dứ, nghĩa là năm nào cũng dư giả. Dân gian Việt Nam còn có câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chẳng pháo bánh trưng xanh. Nói lên, ngoài thịt mỡ ra, bánh trưng cũng là món không thể thiếu trong mâm cỗ tất niên của người Việt. Ngoài bánh trưng ra, Mạnh Linh thấy món nem rán cũng là khách quen trong mâm cỗ tất niên của người Việt. Còn ở Bắc Kinh cũng có hai món bánh không thể thiếu trong mâm cỗ tất niên cổ truyền. Các bạn biết đó là những món bánh nào không? Đó là niến cao, bánh tổ và cân suy chảo dự, bánh chảo đón năm mới. Niến cao, bánh tổ có ngụ ý là lên cao từng năm. Cân suy chảo dự, bánh chảo đón năm mới có thể gói vào ngày 30 Tết, nhưng nhất thiết phải nấu và ăn vào giờ Tý đêm giao thừa, thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới. Dự sứ giao thị, giờ Tý giữa năm cũ và năm mới, phát âm giống chảo dự, bánh chảo. Năm xưa gọi là cân suy chảo dự, tức bánh chảo đón năm mới. Nhân bánh chảo cũng rất đa dạng, gói theo sở thích và thói quen của từng gia đình, đó là thịt lợn và hành tây, thịt lợn và rau cải trắng, thịt kiều và hành tây v.v. Anh bánh chảo trong đêm giao thừa, Mạnh Linh thấy đây là những phong tục đón Tết mà người dân Bắc Kinh kế thừa tốt nhất, bởi vì rất nhiều phong tục đã không còn nữa. Còn các món xào khác thì tùy theo thói quen của mỗi gia đình, quan trọng là cần có ngụ ý tốt lành, cả gia đình sum họp bên mâm cỗ tất niên cùng đón xuân mới. Trước thềm Tết Nguyên đán, nhân cơ hội này Mạnh Linh xin giới thiệu với các bạn cách chế biến của mọi món ăn truyền thống của người Trung Quốc. Các bà nội trợ có thể học để tăng thêm hương vị nước ngoài cho mâm cỗ tất niên của mình nhé. Món này Mạnh Linh đã đề cập trong phần mở đầu video clip, đó là mí phẩn rậu, bún thịt. Bún thịt thực ra không có bún, là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ tất niên của người dân Bắc Kinh, cũng là món đại khách nổi tiếng của người dân Bắc Kinh xưa. Hương vị của thịt và gạo hòa thành bột khiến mọi người nhớ mãi dư vị. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Chuẩn bị sẵn khoảng nửa cân gạo nếp. Xay nát thành hạt nhỏ như vậy, cũng không cần quá nát. Đổ vào nồi xào cho đến khi chín vàng. Khâu này tương đối mất thời gian. Một cân thịt lợn 3 chỉ, thái thành miếng dày 2mm. Chuẩn bị sẵn đường nâu, tương ngọt hay còn gọi là tương điểm miến, đậu hũ nhũ, rượu gia vị, xì dầu cũng như hành, hừng, tỏi và hổi. Cho đường nâu trộn với gạo.
sau đó cho thêm 3 miếng đậu hũ nhũ trộn đều. Thêm ít tương ngọt. Rượu gia vị. Xì dầu, dầu hảo để tăng thêm độ thơm ngon, khuấy đều. Rồi thêm ít nước vào. Cho thịt ba chỉ thái miếng vào. Ướp 2 tiếng. Ướp xong, xếp thịt ba chỉ trong bát theo hướng bì ở dưới. Cuối cùng cho hành, gừng và tỏi vào. Đổ thêm nước sao cho ngập thịt trong bát. Sau khi nước sôi, hấp khoảng 1 tiếng rưỡi là được. Thế là có món bún thịt ngon. Đây sẽ là món mà các bạn nhỏ đều rất thích ăn. Nếu chế biến thành công, mâm cỗ tất niên của bạn sẽ tăng thêm hương vị Trung Quốc. Các bạn sẽ chuẩn bị món gì cho mâm cỗ tất niên của mình? Mời bạn truy cập địa chỉ Facebook này để trao đổi với Mận Linh. Cuối cùng, chúc mọi người năm nhâm dần vạn sự như ý, muốn gì được nấy. Quan trọng là phải thường xuyên theo dõi, quan tâm MV Studio. Bye bye!